Quý vị đang theo dõi bản tin trước ống kính phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019. Theo dự báo thì thời tiết trong dịp này trên cả nước đều không tốt. Khi miền Bắc thì mưa lạnh còn miền Nam thì đang đối mặt với cơn áp thấp nhiệt đới đang xuất hiện trên biển Đông và dự kiến sẽ mạnh lên thành bão trong ít ngày tới. Chính vì vậy mọi người hãy luôn ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong quá trình di chuyển lưu thông trên đường vào những ngày này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương và cả nước qua ống kính an ninh. Thưa quý vị, hoang tưởng mất kiểm soát hành vi như cởi hết quần áo, leo lên đóc nhà, cột điện cao thế, thậm chí là giết người, là những hành vi kỳ quái sau khi sử dụng ma túy đá. Trạng thái này thường được gọi là ngáo đá. Từ thực trạng này cho thấy ma túy đá không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, mà còn tác động tiêu cực đến an toàn xã hội. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều người không thoát khỏi cám dỗ của loại chất độc này. Cụ thể, đối tượng Võ Văn Hưng, 34 tuổi, trú tại thị trấn Đông Điền, huyện hợp Tiền, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy. Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 26 tháng 11, tại địa bàn khu phố 1, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, công an thành phố Bà Rịa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Võ Văn Hưng đang tàn trữ 8 gói ma túy dạng đá có trọng lượng gần 10 gram. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận vào khoảng 9 giờ cùng ngày, Hưng điều khiển xe mô tô đi từ huyện Long Điền đến thành phố Bà Rịa, gặp một người tên Dương để mua ma túy. Hưng đưa cho Dương 2 triệu đồng lấy 8 gói ma túy. Số ma túy này Hưng để sử dụng và bán lại kiếm lời. Theo điều tra của công an, từ đầu tháng 10 năm 2018 đến khi bị bắt, Hưng đã nhiều lần bán ma túy cho các con hiện ở huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa. Tiếp theo là một thông tin được ghi nhận từ lực lượng biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, chỉ trong hai ngày qua, lực lượng tuần tra Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã phát hiện 7 vụ với 9 tàu cá chi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển. Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 12, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã tuần tra dọc hành lang tuyến ống khí Đông Nam Bộ, khu vực Mỏ Bạch Hổ, Tây Giác Trắng, Rạng Đông đến Sư Tử vàng trong quá trình tuần tra, lực lượng phối hợp đã phát hiện 9 tàu cá neo đậu và khai thác đánh bắt thủy hải sản, vi phạm hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí. Các phương tiện này thuộc các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Lực lượng chức năng đã phát tờ rơi in bản đồ tọa độ các tuyến ống dẫn khí, đồng thời yêu cầu các phương tiện vi phạm ra khỏi hành lang an toàn, vị trí đường ống dẫn khí dưới biển. Chuyển sang những thông tin ghi nhận từ các địa phương khác. Một vụ cháy xảy ra vào khuya ngày 28 tháng 12 tại một cửa hàng tạp hóa có địa chỉ số 10 đường Trường Sa, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vụ cháy làm thiêu rụi nhiều hàng hóa trong cửa tiệm. Căn nhà này được sử dụng để kinh doanh tạp hóa do số lượng hàng hóa nhiều vào dịp cuối năm, trong đó có nhiều vật liệu dễ cháy nên khi ngọn lửa bùng phát, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi triển khai công tác chữa cháy. Đến 3 giờ ngày 29 tháng 12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ô tô đang trở thành phương tiện giao thông phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên do kinh nghiệm đi xe không nhiều, cũng như những khiếu biết về xe còn hạn chế. Do đó, tài xế ô tô tại Việt Nam thường đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình chận hành trên đường. Trong đó, mất lái xe ô tô là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 29 tháng 12, tại cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua cầu Phù Đổng, xe taxi hãng Bắc Á mất lái đâm vào giải phân cách. Rất may không có thiệt hại về người. Giao thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe taxi chạy với tốc độ cao trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Khi đi đến đoạn qua cầu Phù Đổng thì tài xế mất lái đâm lên giải phân cách. Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu xe bị dở dụng, giao thông di chuyển theo hướng đi Lạng Sơn gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phương luồng và điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cũng là một thông tin liên quan đến an toàn giao thông. Khoảng 7 giờ sáng nay ngày 29 tháng 12, tại ngã ba Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ trẻ tuổi tử vong tại chỗ. Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C10752 di chuyển trên đường cách mạng tháng 8 khi đến ngã ba Sa Giang. Rẽ phải vào đường Bắc Nam thì xảy ra gia chạm với người phụ nữ điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 20B65626. Hậu quả người điều khiển xe máy bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. Những năm gần đây, khi công nghệ thông tin ngày một phát triển, Internet có mặt ở từng gia đình, từng chiếc điện thoại thông minh, kéo theo vô hình đánh bạc trực tuyến nở rộ, nhất là các sòng bạc online. Theo lực lượng công an, hoạt động của các sòng bạc online cực kỳ đơn giản khi thông qua các trang mạng có ứng dụng trò chơi hoặc là phần mềm được cài trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Người chơi có thể nạp tiền vào hệ thống để chơi, sau khi thắng có thể đổi ngược ra tiền thật bằng nhiều hình thức khác nhau. Chính sự tiện ích này đã tạo ra kẻ hở để tội phạm lợi dụng, thực hiện hành vi bất hợp pháp. Qua công tác điều tra, công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã triệt phá vụ đánh bạc qua mạng do người nước ngoài tổ chức trên địa bàn với số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng. Với thành tích này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khen thưởng cho lực lượng phá án lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã biểu dương thành tích đạt được của công an quận Sơn Trà, đồng thời yêu cầu lực lượng tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là những tội phạm lợi dụng hình thức du lịch đến Đà Nẵng để tiến hành hoạt động phạm tội. Trước đó ngày 19 tháng 12 qua kiểm tra Công an Sơn Trà phát hiện 15 người quốc tịch Trung Quốc đang điều hành mạng lưới đánh bạc trực tuyến trên mạng. Qua xác minh các sổ sách ghi chép, cơ quan công an xác nhận số tiền giao dịch đánh bạc là hơn 1 triệu 200 nhân dân tệ tương đương khoảng 5 tỷ đồng Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển và thực hiện. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.